Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quá là anh cái dễ thương quá. Bên này thì cử quá, thì như mình lại đây uống cà phê mình chơi với cá nhát nó thoải mái không, nó vui mà nhìn nó như mình ngồi nhìn mấy con cá bơi bơi vậy. Vui lắm. Trong cái thời tiết nóng bức như thế này thì mình nghĩ là mọi người đang khá là nhàm chán với lại cái không khí của máy lạnh và rất là cần cái sự tươi mát đến từ một cái thứ gì đó mà nó tự nhiên hơn như là nước và cây cối. Thì mình đã nảy ra ý tưởng là sẽ làm một cái hồ để cho mọi người có thể ngồi vào trong đó cùng với lại những cây xanh xung quanh và đặc biệt cái tính giải trí đến từ những con cá là không thể thiếu. Trong những ngày qua thì anh cảm nhận được sự đồng tình và khách hàng tới qua chơi với cá uống cà phê để cảm nhận về cái việc đấy như thế nào? Dạ thì hiện tại thì hầu hết các cái lượt khách ra vào đều họ đều hài lòng với lại cái không gian thoải mái như thế này, bởi vì rất khó để có thể kiếm được. Và gần như đây là lần đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã xuất hiện ra một cái mô hình cà phê như thế này. Khi mà mình quyết định làm quán cà phê này thì mình có chăn trở gì, mình có sợ hay là quyết tâm hay là nghĩ là sẽ thành dạ được. Thì chắc chắn con đường này cũng có khó khăn, nhưng mà thực sự là mình cũng không có màng khó khăn lắm, bởi vì mình nghĩ là nếu mà thực sự mà mình có đam mê thì mình sẽ làm được thôi. Và đây là một cái sự cố gắng của mình, cũng như là mình sẽ cố gắng để phát triển hơn nữa, để cho mọi người có những cái trải nghiệm tốt nhất với những cái mô hình như thế này, có tính giải trí cao hơn. Khi mà đưa cá vào đây thì anh phải đảm bảo như nào để cá vừa sống tốt mà vừa có thể khách vào chơi dạ. Có rất là nhiều yếu tố để có thể đảm bảo điều đó. Và cái yếu tố đầu tiên đó chính là mực nước. Mực nước và nó phải tỷ lệ tốt với lại cái trung bình bước chân, để khi mà mọi người di chuyển có thể tạo ra được oxy. Thì đối với lại một cái hồ lớn như thế này á, tầm 30 cho tới 40 vị khách di chuyển trong hồ có thể tạo một lượng oxy rất lớn. Và mình lựa chọn đó chính là dòng cá chép, là một cái dòng cá rất là khỏe, cá chép Nhật, và nó có thể chịu được cái sức sốc của nước rất là tốt, cũng như là nó chỉ cần oxy và được ăn mỗi ngày chỉ một lần thôi. Và hiện tại cho tới thời điểm bây giờ thì vẫn chưa chết một chú cá chép lớn nào cả. Theo anh thì cái mô hình của anh thì dạ, hiện tại thì đây là mô hình độc đáo và duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cảm nhận anh có sự hài lòng mình làm một mô hình mà tương đối là được mọi người chấp nhận như thế này. Dạ, hiện tại thì mình cảm thấy rất là vinh hạnh khi mà được các giới báo chí quan tâm và cũng như là được thị trường, các bạn, các quý khách quan tâm tới mình nhiều hơn. Và thực sự đây là một cái điều mà mình rất là mong muốn và cũng rất là vinh dự khi mà được đứng ở đây ạ.